Trời ơi, chắc là nó bị thúi rồi. Đem lên chiên ấp la ăn với bánh mì xí mại đi mẹ. Không được, dẫu gì đây cũng là em út của mấy con đó. Mẹ đã ấp cả ngày rồi mà nó vẫn không nở. Thôi thôi, bỏ nó đó đi. Nào các con, theo mẹ quay về thế giới của thằng Lành. Vâng, xin chào các bạn. Chắc có lẽ các bạn biết ngày hôm nay tôi là sinh vật gì rồi đúng không? Đúng như vậy, tôi là cái trứng của thằng Lành. Nhưng khổ nổi bởi vì tôi nở chậm nên mẹ tôi cứ tưởng đâu tôi là một cái trứng hư không à. Còn mấy cái thằng anh chích tiệt của tôi, nó còn đòi đem tôi lên làm chiên ấp la để chấm bánh mì nữa chứ. Sau đó ít phút, tôi đã cố gắng phá vỡ thành trứng để chui ra ngoài. Nhưng ngó xung quanh chẳng thấy mẹ và mấy cái thằng anh chích tiệt của tôi ở đâu nữa. Tôi hoảng loạn, sợ hãi. Sau đó tôi chạy mọi phía để tìm họ. Trên đường di chuyển, tôi bị hút bởi một mùi thơm rất đặc biệt của một cái thứ quả nào đó. Tôi đã tiến gần thứ quả đó và ăn. Tôi cảm thấy rất ngon, rất ngọt. Ôi trời đất ơi, thích quá à. Ở đằng kia còn có một quả nữa kìa. Tôi cũng lập tức bay qua và cho vào bụng của mình. Thật không ngờ những cái thứ quả này bề ngoài rất thơm, rất ngon, nhưng nó lại khiến cái hệ tiêu hóa của tôi gặp vấn đề. Đau bụng quá, đau bụng quá. Tôi sắp té mẹ ra ngoài rồi. Này này, cháu thằng Lành ơi, con cái nhà ai mà sao đi tứ lung tung ăn tầm bậy như thế này. Những quả đó có độc đó, con chừng ăn nữa là chết queo bây giờ. Hả? Là một cô ngựa cái. Cô ơi, cô có biết mẹ thằng Lành với lại mấy cái thằng anh chết thì của con đi đâu không? Họ đã bỏ con như thế này đây. Con cô đơn với lại đói bụng quá à. Hey, thiệt là tội nghiệp. Thôi được rồi, tới đây ngậm ti của cô bú sữa đi. Khi nào lớn lớn một chút rồi lúc đó đi tìm mẹ sao? Cứ tưởng đâu tôi bị bỏ rơi rồi sẽ chết đói, nhưng thật không ngờ đã xuất hiện một cô ngựa cái rất tốt bụng. Cô ấy thậm chí còn cho tôi bú sữa để sống qua ngày. Và cứ như thế, vài tuần cũng đã trôi qua. Tôi lớn nhanh như thổi. Từ bé nhỏ, bây giờ tôi đã thật sự trở thành một con thằng Lằn vậy thì. Trời ơi, con lớn nhanh quá, càng ngày càng đẹp trai. Nhưng mà bây giờ con phải đi sao? Dạ đúng rồi cô, bây giờ con phải đi tìm mẹ. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Một ngày nào đó con sẽ quay về trả ơn cho cô. À đúng rồi, trên hành trình con tìm mẹ, con thấy con cha ngựa đực nào đẹp trai, con sẽ giới thiệu cô cho con chả. Oh my god. Wow. Tôi cũng chào tạm biệt cô ngựa cái đã nuôi dưỡng tôi và nhanh chóng lên đường. Tôi đi khắp mọi nơi và hỏi tất cả mọi sinh vật mà tôi thấy trên đường về thế giới thằng Lằn. Trời đất ơi, chỗ vợ chồng người ta đang ôm nhau ngủ, tự nhiên cái con thằng Lằn này xen vô à. Không biết gì đâu, đi cho khác chơi đi. Tôi xin lỗi hai bạn khủng long raptor. Thế là tôi cũng hỏi rất là nhiều sinh vật nhưng chẳng ai biết cả. Kìa, dường như ở phía trước có một con khủng long T-Rex rất lớn. Có một con thằng Lằn tới nộp mạng cho ta à? Không, tôi chỉ muốn tới hỏi ông có biết về thế giới của thằng Lằn không, làm ơn chỉ tôi. Ta chỉ biết ăn thịt, rồi ngủ, rồi ị thôi, không biết gì hết nữa à. Mau, nộp mạng cho ta. Không. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên tôi đã phát hiện ra một cái khả năng đặc biệt của bản thân mình. Những cái đôi cánh của tôi phát huy tác dụng, có thể giúp tôi bay được một đoạn ngắn. Tôi cũng nhanh chóng đâm đầu vào bụi cây và di chuyển liên tục. Kết quả tôi đã may mắn thoát được con khủng long T-Rex khủng khiếp đó. Nhưng dường như tôi đã lạc ở đâu thế này. Trời đất ơi, nơi đây khắc khỉu quanh co, toàn là đá không à. Ok, có những con nhện. Tôi thích ăn nhện lắm. Wow, tôi cũng bay tới và nếm thịt của bọn chúng. Ngon quá, ngon quá. Hồi đó giờ toàn là bú sữa không. Bữa nay mới ăn được một bữa thịt thịnh soạn như thế này đó. Tôi cũng đã mân mê và cứ lần theo cái đường mòn đầy đá này để bắt những con nhện kia bỏ vào bụng. Tôi lúc này chẳng biết trời trăng mây gió nữa, cứ truy tìm lũ nhện mà bắt ăn mà thôi. Bỗng dưng tôi đã lạc vào một cái nơi nào đó có vẻ như rất nóng. Còn có những sinh vật gì đang bay qua bay lại trong khu vực đó nữa. Tò mò quá à, tôi cũng nhanh chóng chạy vào đó. Nhìn kìa, nhìn kìa. Trời đất ơi, có một con thằng Lằn nhìn ngon quá đi. Mau, tôi ăn thịt nó kìa. Hả? Gì vậy? Gì vậy? Tôi có làm gì mấy người đâu, sao mấy người ăn thịt tôi? Đồ ngu, bọn ta là sư tử đầu chim, không ăn thịt ngươi thì ăn thịt cái gì? Là lũ sư tử đầu chim à? Không, không, tôi chạy bắn loạn hết, vô tình rơi xuống cái đám nham thạch của ngọn núi lửa đang cháy hừng hực này. À, nóng quá, người của tôi đã bị cháy xém hết rồi nè, phải bò lên lại mà tôi. Nhưng mà sao cơ thể của tôi lại như vậy? Nhưng khoan, để tôi tiêu diệt hết cái lũ sư tử đầu chim đáng ghét ở đây đã. Bọn chúng mổ tôi đau quá. Và bằng một cách phi thường nào đó, tôi vô tình lọt xuống cái hố nham thạch. Lửa đó không những đã đốt cháy tôi mà đã khiến cho người của tôi hấp thụ sức mạnh đến từ lửa nham thạch này. Không lẽ tôi bị đột biến, hay là khả năng của dòng lõi tôi là như vậy? Tôi cũng nhanh chóng cấp tốc rời khỏi cái ngọn núi lửa đó và tiếp tục lên đường đi tìm thế giới của thằng làng quê hương của tôi. Ở đằng kia có một quái vật vừa cũng đầy lửa, chắc có lẽ hắn sẽ biết quê hương của tôi. Ta không biết, ta không quan tâm. Người đi đi, ta đi chờ người yêu cũ của ta đám cưới ngang đây để ta cướp cô dâu. Thiệt là bó tay luôn. Thôi, chuyện của người ta tôi cũng không xen vào. Nào, nhanh chóng lên đường. Và đi được vài bước, phía trước tôi lại thấy được một gia đình nhện. Này, cô nhện ơi, cô làm ơn chỉ với tôi tới thế giới của thằng lằn được hay không vậy? Cái gì vậy trời? Người ta đang đẻ con mà chạy tới hỏi rồi vô duyên lãng thúi à? Tôi xin lỗi, nhưng mà làm ơn cô nhện có thể chỉ giúp tôi không? Tôi thì không có biết, nhưng mà cái con mụ rồng phù thủy ở phía sau tôi thì biết đó. Hãy đến đó và hỏi mụ ta đi, nhưng mà cẩn thận nha. Vâng, tôi biết rồi. Vậy là cuối cùng đã có sinh vật biết về manh mối quê hương của tôi rồi, hay quá. Nhưng mà khi tôi tiến gần tới chỗ của mụ rồng phù thủy hắc ám đó, ôi trời đất ơi, nhìn mụ ta thật tàn độc. Mụ ta đang bắt những sinh vật nhỏ bé khác cho vào miệng. Tôi kinh tởm quá à. Chúng mày chạy không thoát đâu, tao sẽ nhai xương đốt thịt uống máu chúng mày. Trời đất ơi, sao ghê tởm thế này? Có khi nào mình vào mình chết luôn hay không? Nhưng mà không được, mình đi tới đây rồi, mình không thể nào bỏ cuộc được. Liều một phen. Này cô rồng hắc ám ơi, cô làm ơn có thể chỉ đường giúp tôi không? Kẻ nào đó? Là tôi, một con tắc kè lừa. Tôi tới đây chỉ hỏi đường thôi, làm ơn giúp tôi đi. Tôi lạc mẹ từ lúc nhỏ tới giờ, bây giờ tôi tìm đường quay trở lại thế giới của thằng lằn. Cô làm ơn làm phước chỉ cho tôi nha. Được thôi, nhưng mà ngươi phải đền đáp cho ta cơ thể của ngươi. Không, tôi không muốn lái máy bay bà già đâu. Đồng ngu, ta không có thèm, chỉ là ta muốn ăn thịt ngươi mà thôi. Không, tôi cũng không muốn chết đâu. Tránh xa tôi ra. Cái gì chứ, ngươi định chạy à? Mau, chuẩn bị chết đi. Được rồi, hôm nay tôi sẽ liều cái mạng này để tiêu diệt con mụ này luôn. Nóng quá. Làm ơn đừng giết ta, ta sẽ chỉ cho ngươi quê hương của ngươi. Ngươi hãy đi thẳng về phía sau lưng của ta là sẽ gặp thế giới thằng lằn. Đừng giết ta mà. Ta thấy ngươi thật là tàn độc, giết và ăn thịt rất là nhiều sinh vật hiền lành khác. Hôm nay cũng là ngày tàn của ngươi rồi. Đến lúc ngươi phải xuống diêm vương địa ngục để tạ tội. Chết đi. Gì vậy? Cơ thể của mình. Ôi trời đất ơi, không ngờ bây giờ nó là chuyển sang màu xanh và to hơn như thế này. Wow, đẹp quá, sặc sỡ quá. Không lẽ là ma thuật của mụ phù thủy kia đã làm người của mình như vậy hay sao? À đúng rồi, hồi nãy mụ ta có nói thế giới thằng lằn của mình đang ở phía sau lưng, chỉ cần đi thẳng tới đó là sẽ gặp. Hy vọng mụ ta không lừa mình. Những đồng loại thằng lằn của mình, bọn chúng cũng có cơ thể của thằng lằn lửa nham thạch. Vậy là mình không phải đột biến, mà do gen của dòng tộc mình là như thế. Đây, người đầu tới vậy mà cút ra khỏi thế giới thằng lằn của chúng ta đi, nếu không bọn ta sẽ xé xác người đó. Tôi cũng là thằng lằn lửa đây. Cho tôi vào đi. Chết tiệt, chúng tao bảo mà mày không chịu biến à. Vậy thì đừng có trách chúng tao. Lên anh em. Hả? Không, không, dừng lại đi. Tôi không muốn đánh nhau với đồng loại đâu. Làm ơn đi, cho tôi vào trong. Tôi bị lạc mẹ từ nhỏ tới giờ, cực khổ lắm tôi mới tới đây đó. Đừng có nói nhiều. Đánh thắng bọn ta đi, tôi sẽ được gia nhập. Đây là luật lệ. Tại các người ép ta. Ta không muốn tàn sát đồng loại đâu. Nhưng mà đến nước này thì đừng hối hận. Cuối cùng tôi cũng đã cho bọn chúng tàn sát. Nhưng mà tại bọn chúng em tôi phải làm như thế. Được rồi, đến lúc tôi sẽ đi sâu vào bên trong hơn, để xem thế giới thằn lằn thật sự là như thế nào. Hay quá. Thế giới thằn lằn thật là tươi đẹp. Có thằn lằn lớn, thằn lằn nhỏ, thằn lằn đực, thằn lằn cái xinh đẹp sexy nữa kìa. Vậy là tôi đã quay trở lại quê hương thật sự của mình rồi. Hạnh phúc quá. Và đó cũng chính là toàn bộ chuyến hành trình tìm về quê nhà của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.